Chính xác, chính xác. Đâu? Con nhổ đi. Lấy củ này á. Đúng rồi. Con vén thấy mấy cái lá lên con mới nhổ, vén thấy lá lên con cầm thấy cái lá này luôn. Vén hết lên nè, cầm. Vén hết lên. Vén hết luôn. Vén hết luôn còn lá mà. Mà con chè lên là con mới nhổ được chứ. Thì con chè lên đi. Cẩn thận đạp cái mục dừa. Thì có ai tới giúp con được không? Chị không ai giúp con mà chị có thể nhổ cà rốt thay con. Chết cha rồi dì ơi. Nè. Củ cà rốt không nảy được rồi dì ơi. Nè dạy dì thèm cầm cái con cầm dưới nhổ này. Nè chấm. Nè con cầm dưới dì thèm cầm cái này hái bác. Đi xuống. Nè, cá không?